Xin chào các bạn, trong video ngày hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn cách tải và cài đặt phần mềm CapCut cũng như là cách chỉnh sửa video bằng phần mềm CapCut. Hãy cùng theo dõi video nhé. Và phần đầu tiên chúng ta sẽ đến với cách tải và cài đặt phần mềm CapCut. Ở bước 1, các bạn hãy vào Google Play và tìm từ kiếm là CapCut, ấn vào cài đặt và chờ cho cái phần mềm được tải và cài đặt xong xuống máy của chúng ta. Đây là quá trình tải. Phần mềm này khá là nhẹ nên các bạn sẽ phải không phải đợi lâu, rất nhanh thôi. Đây là quá trình quét virus nên nó cũng chỉ mất vài giây thôi, nên các bạn cứ kiên nhẫn nhé. Bây giờ chúng ta sẽ sang phần 2 là cách làm video bằng phần mềm CapCut. Việc đầu tiên để có một video thì bạn hãy chọn những video có sẵn trong máy hoặc là ảnh có sẵn trong máy tùy theo ý mà bạn muốn làm video như thế nào. Ở đây chúng tôi sẽ chọn 5 ảnh. Các bạn hãy cùng theo dõi thao tác của tôi nhé. Sau khi vào chọn ảnh xong thì chúng ta sẽ vào cái giao diện như này. Các bạn hãy nhấn vào ảnh, sau đó sử dụng kéo về bên tay phải để tùy chỉnh thời lượng ảnh đúng theo mong muốn của mình. Như ở đây là tôi dùng một đoạn nhạc khoảng tầm 30 giây nên tôi sẽ chọn mỗi ảnh là 6 giây. Sau khi thêm ảnh xong thì các bạn nhấn vào thêm âm thanh hoặc ấn nút âm thanh ở phía dưới, sau đó nó phần đã trích xuất để thêm nhạc. Ở đây tôi chọn một video đã tải xuống trước sẵn, ấn chỉ nhập vào âm thanh, lúc đó các bạn sẽ có được bản nhạc theo ý muốn của mình. Các bạn hãy căn chỉnh lại thời lượng ảnh xem cho nó vừa khớp đến hết của bài nhạc, như thế video của chúng ta sẽ được hay hơn rất là nhiều. Sau khi chèn nhạc xong thì chúng ta sẽ đến phần chèn chữ. Phần này có thể hơi mất thời gian một chút vì chúng ta phải nghe lại từng đoạn nhỏ để viết các câu dịch làm sao cho đúng nhất với cái đoạn đấy. Các bạn hãy chịu khó một chút để có một video hay hơn nhé. Để chèn chữ thì các bạn sẽ ấn vào cái biểu tượng có hình chữ A ở bên dưới và chúng ta sẽ vừa nghe vừa nhập chữ thôi. Bên cạnh sẽ là các nút hiệu ứng, nút chọn phông chữ và nút chọn chuyển động. Các bạn hãy tùy chọn theo ý thích của mình và lưu ý là hãy kéo hết dòng chữ. Thank you.
trong quá trình chèn chữ thì các bạn cũng nên để ý chỉnh lại thời lượng ảnh sao cho chữ và ảnh được khớp nhau cùng chuyển động một cách đẹp nhất. Sau khi chèn chữ xong thì chúng ta sẽ đến phần chèn chuyển động cho ảnh. Các bạn nhấn vào từng ảnh, sau đó nhấn vào nút chuyển động và tùy chọn các chuyển động tùy thích theo ý muốn của mình. Và cũng lưu ý là hãy kéo chuyển động hết chiều dài của ảnh để có một video được liền mạch và đẹp mắt. Sau khi hoàn thành tất cả các bước trên thì các bạn hãy ấn vào nút mũi tên ở phía trên bên phải của màn hình để có thể lưu video. Các bạn có thể chọn là lưu tùy chất lượng mà mình mong muốn, sau đó ấn xuất và đợi một khoảng thời gian để cho video có thể được xuất ra. Các bạn lưu ý là trong quá trình này chúng ta không tắt màn hình và phải luôn mở màn hình ứng dụng. Sau khi lưu được video xong, chúng ta sẽ ấn vào nút đăng lên TikTok để có thể đăng ngay video của chúng ta lên TikTok. Và việc đăng video TikTok cũng rất là đơn giản thôi, các bạn hãy làm theo chúng tôi nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ đợi video được tải lên, sau đó chúng ta sẽ ấn vào tiếp. Sau đó chúng ta ấn lại tiếp tục ấn tiếp nếu mà các bạn không muốn thêm
hiệu ứng giọng nói hay là bất kể hiệu ứng gì cả. Sau đó chúng ta sẽ ấn đăng. Vậy là xong. Các bạn cùng xem video hoàn chỉnh nhé. Nửa đời âu gặp gánh mưa gió, nửa đời người chợt nhận ra tuyết rơi bên khung cửa sổ. Lệ ta rơi lòng ta đau, thừa cô đơn quá dư u sầu. Tim men say chỉ mong sẽ yên lòng ơi.